vô đó là sao hả? Good. Không đi đó. Đi. Không. Đi. Không. Good. Không. Đi. 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 Trời ơi. Dạ. Má yên tâm đi. Việc lương cao nha, làm văn phòng ngồi máy lạnh không mà sướng lắm. Dạ. Dạ rồi rồi, má yên tâm nha. Dạ rồi, dạ. Bye má. Ôi, sao mà kiếm việc làm khổ vậy trời. Còn bị chủ nhà trọ đuổi ra khỏi nhà nữa. Sao mà đời tôi nó... Chào các chị, đã đến với buổi tuyển bảo mẫu cho bé Su. Tôi là chủ nhà, đồng thời cũng là anh của bé Su. Loại. Loại, loại chị kìa, về đi. Loại kìa. Tôi loại chị đó. Ai? Chị. Ủa gì vậy? Mặt tôi sáng nhất mà chưa được phỏng vấn lý loại. Nhìn cách chị gãi là tôi biết chị ở dơ như thế nào rồi. Không, tôi sạch lắm, tại hồi nãy đứng ngoài kia chờ cho nên là con gì chứ cửa nhà nó cắn tôi á. Thật sao? Hả? Tôi vẫn loại. Trời, ngứa thiệt mà. Đó, chị gãi kìa, cái cách chị gãi kìa. Có. Chị làm bảo mẫu mà chị để bán ngố. Không, tôi hai mời mái. Chị ra ngoài. Hai mái nè. Móng tay dài hơn hai người còn lại, loại. Ủa gì kìa vậy? Mời chị ra ngoài. Tội nghiệp con bé khóc kìa. Níu kéo, loại. Chưa ai dỗ. Nói nhiều, loại. Tất cả. Nhìn hả, loại. Tất cả. Loại. Con gái ngoan nha, con nín nha. Cô cho con cái kẹo nè. Con nín khóc nha. Ồ, con gái giỏi quá à. Trời ơi, có một kẹo là bà nín dứt liền luôn á. Ở nhà tôi tới ba đứa lận. Cho nên dạ. Là kiểu gì tôi cũng dụ nó được hết á. Vậy chị nhận chăm sóc bé Su giúp em hả chị? Dạ cũng được, nhưng mà cái này ngày mai tôi quay lại được không cậu? Ủa sao vậy chị? Tại hôm nay nhà tôi có việc á, tôi về giải quyết công việc xong rồi tôi quay lên. Ngày mai chị quay lại giúp em nha. Dạ, ngày dạ. Mai tôi quay lại. Xin chào cậu, tôi dạ, về nha cậu chị. Cô chào con nha. Ủa, số điện thoại này chị. Ủa, của anh Huy hả? Sao biết điện thoại anh? Cái gì? Sao bạn gái nữa hay ai vậy? Cái điện thoại đó của anh hả? Hả? Trời ơi. Điện thoại anh này hả? Ủa, em tưởng bạn gái anh. Bạn gái cái đầu mày á. Ủa, gì? Xong, thôi mà nè, nín đi, xong. Điện thoại của tôi. Trả anh đó anh Ngọc. Hả? Sao cô kêu tôi là Ngọc? Tại mới gặp anh đâu biết anh tên gì đâu. Mà thấy anh cao Ngồng cho nên kêu Ngồng cho gọn. Kỳ nha, tôi tên Huy. Ủa mình nói nghe nè. Sao cô lượm được cái điện thoại hay vậy? Cô đánh ba hả? Không có. Tôi mới nói là nếu mà không đưa điện thoại lại thì tôi đưa bả lên phường, cho nên bả mới đưa điện thoại lại đó. Rồi cô đó nghe lời khuyên của cô luôn. Đúng. Ghê vậy. Ủi, câu chuyện nghe dễ tin quá vậy. Xin giới thiệu với anh Ngồng, tôi là học tâm lý học cho nên tôi có khả năng dụ dỗ người ta. Dụ dỗ? Ờ không, ý tôi là thuyết phục người ta. À, thiệt không đó? Thiệt chứ. Thì có một ca bên kia kìa, cô thuyết phục được không? Bé ơi, bé có nghe kể chuyện không? Chị kể chuyện cho bé nghe nha. Em chỉ muốn ba em kể chuyện thôi. Chị á hả? Chị cũng vậy á. Hồi nhỏ chị thích nghe ba chị kể chuyện lắm luôn á. Ba chị kể chuyện có hay không? Nhớ em. Thôi luôn. Dở lắm, dở luôn. Mà không hiểu sao mình nghe mình thấy thích lắm. Ba em cũng giống chị á. Mỗi lần kể chuyện á, nhất là giả giọng á, Elsa với lại Anna á, nghe mắc cười lắm được. Dở lắm luôn không? Dạ. Chị có thể giả được giọng công chúa nè. Vậy chị vô phòng kể chuyện cho em nghe nha. À, mình vô phòng kể chuyện nhau nghe ha. Đi chị, đi chị. Đi. Vô phòng kể chuyện nha, nha. Trời đất ơi, cái ông anh hai này nay biến thái đem mấy ba cái thứ này về đây nữa chứ. Trời ơi, đứa nào của em đúng không? Em không biết gì hết á. Em đừng có chối, cái này là em dắt bạn về nè. Không, anh đã nói biết bao nhiêu lần rồi, dắt về mà để đồ lung tung như vậy hả? Em tưởng cái này là của anh mà. Đừng nói tầm bậy tầm bạ nghe chưa. Anh làm cái gì? Em đâu có thèm ăn khô mực đâu. Gì ồn ào vậy? Em tưởng mấy cái này là ba cái anh sưu tầm á. Sưu tầm cái gì? Không phải của em đúng không? Không phải của em. Thằng này.
gì vậy trời? Của em. Gì vậy anh trời? À! Gì vậy anh? Không phải của Vinh là của em đúng không? Trời ơi, vậy sao mấy cái này? Tao không ngờ mày đạt theo kiến, giả danh trí thức đồ, dắt gái về nhà đúng không? Biến thái. Ghê quá. Nè, tại sao lấy cái này của tôi đem ra đây khoe hả? Này là gái của ai? Anh là không phải rồi, thằng này tưởng hiền hiền ha, nghe cũng bị đặt theo gương anh mày ha, dắt gái về nhà đồ ha. Khá lắm. Nhỏ này ở đâu ra? Gái của mày đúng không? Nè, nhóc cưng, chưa biết ai lớn tuổi hơn ai nha, đừng có nhỏ này nhỏ kia. Đồ cái thứ công tử bột. Vậy là bạn gái cho đàng hoàng đi nha. Bạn gái của em hơi hổn á. Không phải bạn gái của em. Đây là bảo mẫu mới. Bảo mẫu? Ờ, tốt nghiệp là khoa tâm lý học thần kinh tọa. Có thể dỗ được là bé Su nín á. Hèn chi mồm mép cũng đanh đá đó. Cảm ơn, tôi coi đó là một lời khen. Mà nè anh, tại sao một người ghét những người bê bối lượm thượm như anh lại chấp nhận thuê một cái con nhỏ bê bối vậy? Mấy cái đồ tế nhiều như vậy cô phải cất kỹ lưỡng vô, nhà toàn là đàn ông không à, cô làm tôi thất vọng quá. Ủa anh Huy, em mới tới đây em ở, làm sao em biết cái chỗ nào là cái chỗ em cần phải cất đồ? Beo phải giữ kỹ mấy cái này đi chứ, tôi thấy mấy này là tôi hồi hộp lắm, tôi mới lớn. Cổ là người duy nhất mà dỗ được Su nín khóc, anh dỗ được không? Bằng mọi cách anh phải giữ cổ lại, hiểu chưa? Rồi em lên lầu với bé Su này. Rồi. Nhìn nhau thấy ghê vậy. Mốt sau này á, thiếu thì cứ nói tôi, tôi cho, tôi cung cấp nhiều lắm, có nhiều. Còn em nữa, Bella có bê bối thiệt, nhưng mà ít ra Bella cũng dỗ được bé Su nín. Không ai bây giờ em vô em dỗ bé Su nín đi. Tại sao em phải làm? Anh đứa của nợ vậy anh tự lo đi. Ai là của nợ hả? Tôi nói cô là của nợ đó. Tôi không thích cô có mặt ở trong cái nhà này. Biến giùm tôi. Đây là chuyện gia đình, cô không được quyền xen vô, cô hiểu không? Trời ơi, tôi sợ, tôi sợ. Anh không phải là người thuê tôi cho nên tôi đâu có sợ anh. Thích xen vô đó là sao hả? Cút! Không đi đó. Đi. Không. Đi. Không. Cút. Không. Đi. 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 Trời ơi, nhà quan chết chủ rồi. Chủ nhà nói mà không ai nghe hết. Ban ngày tập trung đầu óc thiết kế ba cái bà của phụ nữ là quá mệt mỏi rồi. Tối về còn gặp mấy cái chuyện gì đâu không à. Bây giờ em muốn làm sao? Em không muốn thấy mặt cô ta trong nhà của em. Tôi chỉ cần bé Su thích thôi. Mọi người ơi. Gì vậy? Gì vậy Sáng? Ủa, có ai thấy bé Su đâu không? Thì bé Su ngủ trong phòng chứ đâu. Không có trong phòng. Cái gì? Có ai dắt bé Su đi đâu không? Đừng có nói là bé Su biến mất rồi nha. Bèo. Cô làm bảo mẫu kiểu gì vậy? Ủa, anh chưa công nhận em là bảo mẫu của nhà này mà. Với lại nãy giờ có người đòi đuổi em đâu cho em làm đâu. Đó, anh coi đó. Có nghe bé Su nói là ở trong nhà này có một người ghét bé Su lắm, không có thích bé Su. Bây giờ thì biết người đó là ai rồi ha. Bảo mẫu yêu quý của anh á, còn làm việc có trách nhiệm ghê chưa. Không có tranh cãi nữa. Bây giờ cả nhà tập trung đi tìm bé Su. Vinh, đi đâu vậy? Bé Su mất tích, cả nhà ai cũng tổ nhau đi tìm hết. Em dẫn dưng em đi chơi vậy được hả? Không trả lời anh luôn hả? Thôi kệ đi anh hai. Cái tính nó không xưa giờ vậy mà. Nói cũng được đâu. Con nó xém bị bắt cóc rồi luôn rồi đó. Ê con thấy vậy nè, cho nó vô viện mồ côi. Cái gì? Như vậy có khi yên tâm hơn á. Chứ giờ cô chú nhìn nè, anh hai con anh Huy, anh có khả năng nuôi không? Thằng Sang là bỏ rồi đó. Em không thích nít, thà đưa cho cô chú nuôi tốt hơn. Trời ơi, trai đẹp nói cái gì á, cô làm cũng thích. Thả tim. Ôi, nói nghe nè, hay là vậy đi à, ở đây á, đứa nào cũng bận hết á, cho cô chú đi, cô chú hứa sẽ chăm sóc bé Su nên người. Không được. Ủa sao đồng thanh vậy? Mọi người nghĩ bé Su còn nhỏ, bé Su không biết hả? Bé Su cũng đau lòng, cũng tổn thương, bé Su biết hết đó. Cho nên là không được nói những chuyện này trước mặt bé Su nữa nghe chưa? Su, theo chị vô phòng cho búp bê. Có người dắt cọp về nhà rồi. Thôi, mình đi vô thôi chuột ơi. À, quên, lấy này vô để người ta ăn. Đi. Vô đây em. Đây là dì hay là mẹ của anh? Giờ em chào sao đây? Trời, mới vô nhà mà nói câu có duyên vậy? Nhìn sao mặt này đẻ được mặt đó vậy? À, không, này là vú nhà anh ơi, vú nuôi. Vú? Tôi là bảo mẫu.
Bảo mẫu mà ăn mặc điệu đà kiểu này hả? Cô tính cua cậu chủ trẻ hả? Xin lỗi, không thèm nha. Ủa, sao đang giờ làm mà ngồi chơi còn coi tivi là sao? Ủa, việc nhà đã làm xong hết rồi. Bây giờ là giờ cho bé Xu ăn dặm. Mày ăn ba cử rồi chứ. Không có đâu con nít, nói nhiều cũng không hiểu đâu, đừng có hỏi. Cô lộn xộn tới tôi mét anh Quy đuổi cô. Bịp bịp. Cái khách tới nhà biết nhường chỗ cho khách ngồi hả? Chuột ơi, cọp đã tấn công vào nhà rồi, mình chạy thôi. Ngồi đi em. Trời ơi, lần đầu tiên em thấy vú nuôi mà cả chủ lẻo vậy đó. Không mấy anh đuổi luôn đi anh. Thôi em kệ đi. Ngồi đây, ngồi chơi đợi chút xíu nha. Anh lấy kịch bản ra đưa cho em. Dạ. À, đem này vô để có người ăn á. Thèm hả? Không. À, ăn đi. Cô bóc đại đi ngại vậy biết nữa, thèm bóc đi. Hả? Tôi không có ăn. Không ăn thôi. Nè cô giúp việc. Cô bảo mẫu. Ừ, tôi khát quá à. Cô cho tôi ly nước được không? Vậy uống nước của bé Xu uống dở nha. Cô. Anh Dương. Chờ chút má. Nè, ý của tôi là nước cam á. Đây. Thôi. Nhìn như hai trái chanh, hèn chi đủ cam. Chanh cái gì hả? Hả? Như vậy mà chanh hả? Hả? Dạ, chị Bưởi, uống cam đi chị Bưởi. Sao chị thiếu vitamin C hả? Cái gì mà chua dữ vậy? Chua cho có nhiều vitamin C. Trời ơi, cho tôi thêm miếng đường đi. Nhà hết đường rồi, xin lỗi chị gái nha. Ủa trời ơi, thương anh Vinh vậy trời. Ủa rồi hết đường không biết đi mua hả? Ở ngoài tiệm hết bán rồi, xin lỗi chị gái nha. Kệ đi em. Nè, kịch bản nè, em coi thử nha. Dạ. Anh lọc qua giùm em đi. Đó, cái đoạn này nè, em nhìn kỹ nha. Cái này phân tích về tâm lý nhân vật của em đó. Vậy là anh chắc ăn là em vô vai này đúng không? Không em với ai. Tại sao anh dẫn em về nhà riêng? Em hiểu không? Chị Bella ơi, chị vô chơi với em đi. Cái gì mà ba con vậy đây? Em là em của anh mà. Con mà chứ đâu phải là em đâu. Ba chơi với con đi ba. Chơi cái gì mà chơi, bây giờ anh đang làm việc. Sao vậy Su? Thì ở ba của con mà. Thôi ba. Anh ở đó mà anh chơi với con của anh đi. Mai mốt á, anh có con rồi thì anh nói anh có con rồi. Anh đừng nói anh còn độc thân nữa nha. Nè, khoan. Ba. Su, buông ra. Nè, đợi anh nhớ. Lan. Cái đã khè lửa rồi. Em đau đầu lắm đúng không? Tội nghiệp quá. Bé thấy đau đầu á. Gì vậy? Trong nhà bếp quá trời chuột rồi. Ôi, cái gì ghê vậy? Ghê vậy? Chết rồi. Bây giờ nhà mình ai cũng sợ chuột hết, giờ làm sao đây? Chị đâu có sợ chuột đâu. Trời ơi, ở dưới quê chị lúc trước á là chuột bày bày luôn á. Mọi người yên tâm, hãy để tôi lo. Bước 1, chúng ta phải đặt bẫy hết căn nhà này. Bước 2, tất cả mọi người đi ra ngoài. Ủa Bèo ơi, Bèo ổn không vậy? Sao nãy giờ Sang đứng không nghe, ở trong có con gì nó bị bẫy hết á. Mình phải có tính kiên nhẫn. Đâu phải dễ dàng mà mình bắt được một con vật thông minh hơn mình như vậy. Nhưng mà nãy giờ đợi lâu lắm rồi đó. Nghe gì không, nghe gì không? Đó đó. Cái tiếng này là con chuột bự lắm. Dính lên vô chút. Tiếng này là bự lắm. Sao đó? Dính con chuột thôi. Chuột đâu? Này, hả? Chuột tinh. Ai? Ai? Ai là
làm chuyện này. Không thể chối được. Là tôi. Su à, Su có biết anh Vinh sập bẫy vô chân như vậy là đau lắm không? Không mà, tôi năn nỉ á. Không là không, cô tránh xa tôi ra. Không, cái chuyện này mình đáng để bỏ qua chứ không đáng để bỏ đi đâu. Hết bỏ đi thì sao? Tôi năn nỉ anh hết lời rồi đó. Được rồi, vậy đi luôn đừng có về nữa nha. Ừ. Anh Vinh, anh muốn đi đâu? Anh sẽ đi khỏi căn nhà này, ở đây anh thừa thải lắm. Chị em xin lỗi, anh Vinh đừng có đi mà. Anh Vinh đừng có đi. Ba bạn muốn đi mà. Ba bạn muốn đi mà. Ba đừng muốn đi mà ba. Anh thương này Vinh. Ha? Anh làm gì vậy? Vinh à, anh thương này Vinh. Anh Vinh. Anh Vinh. Su. Thôi mà Su, tỉnh đi. Tại vì em sai, em biết lỗi rồi mà. Su, không sao đâu, nín đi. Vinh vậy đó. Chứ đi chừng tuần là về à. Anh ơi, thì mình Vinh về với em đi. Không tới một tuần đâu. Phúc hả? Bực mình ghê vậy. Không biết xe không thì cũng hư đúng lúc nữa. Đang lúc muốn bỏ đi. Ủa? Anh đâu có nghe tiếng em đợi xe đâu mà em nói xe hư. Thì xe hư thì sao em để? Trời ơi, công nhận anh nể phục cái sự gọi là cái trình độ giả điên của ảnh luôn á, thật ghê. Trời, ta đạo diễn mà, ta có thể dựng đứng câu chuyện lên. Ừ, làm cái kiểu chơi hết giả quê đó. Nhưng mà vẫn quê nha. Thôi, xe hư rồi thôi ở nhà đi. Yeah, anh Vinh về rồi, anh Vinh về. Sâu. Dạ. Bây giờ cho đi á, nếu như mẹ muốn nuôi con gì á, phải xin mấy anh trước biết chưa? Em có xin rồi mà. Mà anh ấy nói là cho. Anh ấy? Em phụ nữ mà mấy anh. Là anh Sang á anh. Cái gì? Em hả Sang? Có luôn hả? Ủa vụ gì? Ủa béo, làm chứng cho Sang coi có gì đâu. Làm chứng có. Sang miếng nha. Anh Sang, anh có thấy con chuột dễ thương không? Chuột chí hả? Dễ thương chứ. Ủa, anh thích chuột hả? Ừ, dễ thương thì anh Sang cũng thích. Vậy mình đồng ý nuôi chuột trong nhà nha. Chuột dễ thương mà. Yên tâm nha. Từ giờ ở đây nha. Thương quá. Thích làm chuột lắm hả? Dạ. Ủa Su, anh tưởng em là hỏi anh là có muốn nuôi em trong nhà hay không? Chứ thực ra là em muốn nuôi con chuột thiệt hả? Dạ. Lớn già đầu bị con nít dụ. Biết luôn. Này, quá không, không biết hả? Không. Em không biết hả? Không phải đâu. Hả? Không phải đâu. Em không biết hả? Không phải. Thôi em xin lỗi mà. Thôi mà em không muốn uống nước này nữa đâu. Em muốn đâu? Em muốn quay. Ba! Em làm gì ở đây vậy? Tại sao giờ này không vô ngủ? Chị Bella đâu? Em nhớ mẹ. Chị Bella khi ngủ rồi. Tốn tiền mướn về trả được cái gì? Họp nha! Trời ơi! Trời ơi, anh đang skin care mà. Họp cái gì giờ này? Hả? Anh coi kìa. Trẻ thì ở đây. Mình thì ngáy há họng trong kia kìa. Trời.
Trời ơi, Bella này á, đúng là không có trách nhiệm gì hết trơn á. Bella, Bella, anh thấy không có làm được việc gì hết đó. Ai nói tôi không làm được việc? Tôi nói đó thì sao? Không có tranh cãi nữa. Anh hỏi nè, tại sao em trông bé Su mà bé Su chưa ngủ mà em đi ngủ trước rồi? Anh Huy, thật ra là em đã cố gắng hết sức để ru cho Su ngủ, nhưng mà Su nói là Su muốn. Là cái gì? Khó nói lắm. Là cái gì mà khó nói? Em ngại lắm. Su, em muốn cái gì mà chị Bella ngại không nói được vậy? Em muốn sập tay. Em muốn sờ ti á? Thấy ghê chưa? Em mà không ngủ được là mẹ hay cho em sờ ti. Ôi, tính ra mẹ chịu đựng em dữ lắm luôn á, Su. Em chưa bao giờ dám đòi hỏi em luôn á anh hai. Em nhờ mấy anh nha. Anh Huy cũng không có khả năng làm điều đó. À, Su, chị nghĩ chắc anh Vinh làm được việc này á, cho nên là Su nhờ anh Vinh nha. Anh Vinh ơi, đứng đi. No, 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 no. Hẹn. Anh Huy, hẹn ghê. Anh ở với em đi. Không có được đâu. Anh giữ gìn mấy chục năm rồi. Anh biết mà. Thôi dù rồi, anh mới lớn rồi. Tha cho anh đi xuống. Tha cho anh đi. Anh xin lỗi Su. Nhưng mà em muốn sờ tay. Muốn tì thì có tì. Đây. Bèo, làm gì mà đứng cười rung vai dữ vậy? Trời, em khóc hả? Rồi, anh hiểu rồi. Đâu có. Em đâu có khóc đâu. Thôi, đừng có giấu anh. Anh biết rồi. Bèo à, anh biết là bé Su có sở thích quái gì như vậy. Nhưng mà bé Su cũng dễ thương mà, đúng không em? Em nói thiệt á. Em thương bé Su. Em quý anh. Cho nên mới ráng chịu đựng. Chứ em cảm thấy mình bị xúc phạm nhân phẩm đó. Em dụ anh nó cú sốc này không nữa. Thôi mà, ráng nghe em. Chưa hết nữa. Đã vậy á, em còn bị người ta đuổi ra khỏi nhà nữa chứ. Thôi mà, em đừng có để ý lời Vinh làm gì. Chắc em phải đi khám tâm lý á. Mà vậy phải tốn tiền nữa. Quá hề rồi. Tháng sau, anh sẽ tăng lương cho em được chưa? Anh Huy ạ, tiền bạc không là vấn đề gì hết á. Vấn đề là nhân phẩm của một con người nè. Chứ bây giờ em muốn làm sao nữa? Nếu mà anh Vinh á chị xin lỗi em thì may ra còn có thể. Còn lâu đừng có mơ. Hết hồn mày. Trời. Vinh, nghe nói nè, bây giờ em sao? Bây giờ em muốn xin lỗi hay là muốn để cho bé Su sờ ti? Em không có tưởng tượng được đâu. Nó kinh khủng lắm Vinh. Anh nói thiệt. Nó ghê lắm. Em cũng thấy ghê đúng không? Thôi bây giờ nghe lời anh. Vậy thì bây giờ xin lỗi đi. Anh biết á là nó sẽ căng thẳng với em lắm. Nhưng mà giờ làm theo anh nha. Em cứ hít sâu. Thở ra. Hít sâu thở ra. Thở ra. Làm theo anh. Bình. 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 An. An. Đúng rồi. An. Bình. Không, An Bình là bệnh viện em. Bình An. Hãy bình an tiến về phía trước xin lỗi người ta nha. Anh đi làm trước nha. Ở lại anh sống với Su đi. Mới nói gì? Nghe không rõ. Làm sống với Su đi. Anh nói cái gì nghe không có rõ. Nói thì phải rõ từng từ người ta mới nghe được. Với lại á, muốn nhờ người ta việc gì đó thì mình phải có đầu có đuôi. Chứ đâu mà làm sao sao đi. Thì ý tôi á là có lại chăm sóc cho bé Su đi, được chưa? Thấy anh chân thành vậy á, cho nên á tôi mới ở lại chăm sóc bé Su á. Nhưng mà hôm bữa tôi nhớ có ai đuổi tôi á, mà bây giờ chỉ kêu tôi ở lại vậy thôi.
Không nói gì thêm hả? Phải nói cái gì đó chứ. Bình. Bình. An. An. Bình An cái con khỉ. Được rồi. Xin lỗi. Bây giờ cô có thể làm ơn ở lại chăm sóc cho bé Sâu giùm tôi được không? Tôi thấy anh chân thành như vậy á, tôi mới cảm động. Tôi ở lại chăm sóc bé Xu đó. Chứ thật ra tôi tổn thương lắm. Đây. Ngủ đi nha, Xu ngủ ngoan nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một màn ảo thuật không tưởng. Và màn ảo thuật xin được phép bắt đầu. Ladies and gentlemen, tiết mục đầu tiên của chúng ta, tiết mục được mang tên Wow, hay quá, mất đồng xu luôn kìa. Hay. Tài ba quá. Hay lắm. Mất đồng xu rồi đúng không? Trời, khi dễ à. Mời kiểm tra. Ok, kiểm tra nha. Đúng vậy. Thôi, thôi để tôi chắc. Ôi, bèo. Có sao không bèo? Có sao không bèo? Cái gì vậy Sam? Xin lỗi bèo. Đứng chơi anh hả? Sao cái gì đó mày vậy? Đúng không? Cái gì vậy? Tôi không chơi cái này hoài. Thôi đi. Cãi lộn cái gì vậy? Chơi với nhau xong rồi cãi lộn. Tôi bắn nước vô mặt ta kìa. Trời ơi. Trời, cái nhà của tôi. Trời, cái nhà. Trời ơi. Ai? Ai mà, ai mà dùng gác lung tung vậy? Em nhớ rồi, ngày mai em phải đem đồ cho từ thiện, cho nên bây giờ phải vô xếp đồ, phải xếp đồ thôi. Ây da, chưa làm bài tập nữa. Ây da, chưa làm bài tập nữa. Sao đánh nó đau vậy? Cái này là em bày ra chứ không ai hết, đúng không? Em chứ ai? Đi lấy chọi quét cho anh. Rồi em lấy, anh hôm nay hung dữ quá, không giống mẹ hiền gì hết. Thằng này á, nhà giống như bãi rác vậy đó. Xu. Dạ. Đây là cái gì vậy? À, đó là cây pháo của anh Sang. Đừng có theo anh Sang nha. Học ba cái trò ảo thuật rồi đi lừa gạt người ta không à. Anh ơi, sao vậy? Anh ơi, cái gì vậy? Con mất. Anh Sang. Con mất anh. Đâu? Anh Sang. Còn cái gì nữa? Kêu cấp cứu nha, lên vô cô quá ổn rồi. Về đi. Huy, sao rồi? Huy cái sao? Coi chừng cái chân kìa, ngồi xuống. Cái gì đánh gì vậy? Ông đi từ nãy giờ ngoài đường nó vậy đó. Anh Huy, bác sĩ nói thì sao hả? Có khi nào bị mù không? Anh mà bị mù rồi nửa đời còn lại anh sống làm sao? Sao em chùi ẻo anh vậy? Không, em không có chù, nhưng mà em sợ là anh mà bị mù một cái á là anh sẽ bị nghỉ việc, đâu đi làm gì được đâu. Rồi anh sẽ ăn bám cái gia đình này, anh ăn bám hai đứa em của anh, rồi em phải còng lưng ra nuôi bé Xu rồi nuôi anh nữa. Trời ơi, bây giờ anh vừa phải nha. Sao anh đánh trúng mặt em luôn vậy? Nghe tiếng của em. Anh thấy được thôi. Em đừng có nói vậy nha. Em chỉ lo cho anh thôi. Không hai em sao đâu, bác sĩ nói là nãy chỉ có một cái vết nhỏ, những cái nhỏ bắn vô mắt thôi. Chỉ khoảng vài ba ngày nghỉ ngơi là khỏe à. Trời ơi, may ghê á. Anh Huy,
Anh bị như vậy mà còn nói là may hả? May ở đây có nghĩa là hên á. Trong cuộc sống anh đôi khi á, anh sống á, anh phải cảm nhận bằng trái tim. Mà bình thường á, con mắt anh nó sáng quá, cái lý trí của anh nó lấn át trái tim rồi. Cho nên là bây giờ á, anh phải cảm nhận trái tim, anh để trái tim anh phát triển đi. Biết đâu mai mốt mình sẽ có chồng. Không, ý là có vợ á. Em hả? Ơi, ủa anh có mù thiệt không vậy? Thiệt luôn á, anh có bị mù thiệt không vậy? Sao nãy giờ anh cái gì? Anh đi ra ngoài đường cũng đánh trúng em quá trời vậy? Thì đánh anh vừa phải hay chứ? Bớt mắt rồi hả? Sao tiện anh đánh em vậy? Anh không có cố ý, anh đánh mình sang. Xin lỗi nha. Em đưa anh đi cấp cứu mà anh cũng hại em nữa. Đuôi mù gì á. Gì nữa đánh nữa? Tại mấy đứa đó mà anh bị vậy nè. Bây giờ nè, ai quản căn nhà này đây? Em. Cái gì? Không, ý là em quản bé Xu á. Nhưng mà bây giờ ai đưa đón bé Xu? Hai đứa nha, mỗi đứa một ngày chịu không? Không. Nếu mà em chăm sóc Xu không được, vậy em chăm sóc anh đi. Càng nê vờ hơn. Anh không thấy đường mà. Nãy giờ anh đi toilet em phải vô em chỉ anh xỉu chỗ nào chính xác hả? Có gì đâu anh, em có gì đâu mà em. Thôi, em đi. Thôi được rồi, để em cho. Trời ơi, tại sao anh đi qua phòng em được mà anh không tự đi ra phòng khách đi? Trời ơi, phải nhờ em. Có gì á, gặp gì em phải cõng anh chứ. Nè, không được á, thì em qua chăm Xu đi. Thôi dẹp. Xu thì em không có nhúng tay vô, thà chăm sóc cổng anh thì được. Anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Nãy mới nói cổng anh còn... Em mới nói thì em đã chuẩn bị đâu. Ê, cũng cổng được anh nè. Trời đất ơi, nặng quá, đi xuống. Thôi, để đi, được rồi. Thôi, đi xuống, em giận quá, ghế đàng hoàng nè, đi lên. Trời ơi, muốn chẹo sương sườn luôn á. Ê Vinh, em khỏe Vinh. Trời, em là có vỏ trong người mà em phải khỏe chứ. Nè, mốt cái gì là anh yên tâm rồi, có em rồi. Ok, ngồi xuống đi. Ngồi xuống, ngồi xuống, rồi, ngồi xuống. Đang, anh làm gì vậy? Tại sao không đưa Xu đi học đi? Đang đi nè. Đang đi. Xu đâu? Đang ở trong túi này. Trời, cái gì? Sáng. Sáng nó bỏ Xu ở trong cái túi, nó đóng kín lại luôn kìa. Em nghĩ sao vậy Sáng? Em bỏ ở trong đó, cái Xu nó không có thở được. Ở trong đó toàn là vi khuẩn không à. Nguyên cái lỗ này nè, ngập cái gì? Tại mấy Xu lì quá, không chịu đi học. Em phải bỏ ở đây lôi đi mới chịu đi. Ở chỗ ổn mà, đúng không Xu? Không ok, tức chết đi được. Đó. Thôi đi tiếp nè. Nè Sang. Hả? Em chăm sóc cho bé Xu vô đàng hoàng. Bé Xu mà có mệnh hệ gì á, coi chừng anh đó. Ráng lên Xu ơi, sắp tới rồi. Bởi tao nói mà, cái nhà này không có tôi á, là toan. Anh mới là cái người đang toan đó. Cười người hôm trước hôm sau người cười đó. Em là người thông minh cho nên là sẽ không có chuyện gì xảy ra với em đâu. Ý em nói là anh ngu quá hả? Cái này anh tự nói nha. Liêu liêu. Chúng ta đây là phận người, còn nàng là phận rắn. Chúng ta không thể nào cùng nhau xuất kiếp được đâu. Nàng ơi, ta với chàng là duyên tiền định. Nếu chẳng may lìa xa, thà ta chết cho rồi. Nên đừng chết. Wow, hay quá anh Vinh ơi. Coi thấy anh Vinh hợp thở rồi chưa? Anh Vinh diễn rất là xuất thần, diễn y như là không diễn vậy đó. Nè, mọi người nhớ học theo anh Vinh diễn nghe chưa? Thần thái hồng la y như thiệt vậy đó. Công nhận, trẻ có khác. Thiệt cái gì mà thiệt? Kêu cấp cứu đi. Ủa, cấp cứu gì vậy anh? Cấp cứu gì? Cái chân anh gãy rồi, cấp cứu đi. Ôi, cấp cứu đi, kêu cấp cứu đi. Tối rồi nè. Đi tàu lượn siêu tốc hả? Đứa thằng Eo về đường nữa coi. Đang nỉ tôi đi. Đang nỉ tôi đi. Buông đồ không? Trời ơi, mà công nhận nghe bây giờ là bánh ăn được rồi đó. Bột không là bột, đã quá. Cô nhìn vậy cũng thấy thương xót hả? Tôi chỉ thấy đã thôi. Bèo la à, đỡ chọc người ta. Người ta thông minh lắm đó, không có dễ gì bị vậy đâu. Ờ hả? Đi bây giờ mà anh Vinh đi ra đường là không bao giờ sợ đói. Sao vậy? Tại anh được ăn uống miễn phí mà. Sao? Kiểu giống ăn xin á. Ôi đứa cười, chị ác quá. Thằng này mà còn cười nữa. À vui mà. Đúng là thằng em mất dịch. Lâu lâu em mới được. Đau.
Nhưng mà lâu lâu mới có dịp đúng không? À, lâu lâu anh Huy mới bị không thấy được nè, biết ai không? Đây, chào anh. Chào anh luôn á. Nè, chào anh đúng không? Nó nói, anh biết em đâu không? Nè, gì? Nè, sao? Ngồi quýnh em đi. Thật sự luôn á, lâu lắm mà em thấy vui vẻ. Hai anh, một người thì không đi được, còn một người thì không thấy được. Ôi. Cái thằng này, mày đứng đi. Sao đại dương em? Từ bây giờ em là số 1 trong nhà đây. Không ngờ người như Sang mà ngày hôm nay lại được ở trên đỉnh của đỉnh. Người như Sang là sao? Hả? Ý bà là sao? Người như Sang là sao? Là người đẹp trai như Sang á. Có thiệt không? Thiệt thì hay quá rồi. Mình bớt vui bớt giỡn lại được không? Sao vậy? Cho hỏi câu nha. Trời thì cũng đã tối rồi mà sao bé Xu không có ở nhà? Cái gì? Xu đâu? Giờ này mà chưa đón Xu nữa. Chết rồi, em quên đón bé Xu rồi. Hôm giờ em phải đi đón bé Xu đây. Rồi, bye bye mọi người nha. Đi đi nha. Ôi. Nếu mà không nhờ trí khôn của anh thì tới 10 giờ tối cũng chưa ăn cơm được đâu. Ok, đợi ơn anh. Dạ, em chào hai anh ạ. Chị ơi, chào anh. Dạ, hai anh cho em xin lấy cái thùng từ thiện cho cô Lan ạ. Anh lấy giùm em cái thùng phía sau. Dạ, anh lấy giùm em bên đó nha anh. Tại nhà nhiều người bệnh tật quá. Cảm ơn anh. Ê, anh thấy cô Lan chú Ban cũng tốt bụng ha. Chuyến này làm từ thiện với vùng cao, anh thấy nhiều người quyên góp lắm. Ừ, tốt. Ủa, điện thoại em kìa. Nghe kiểu gì? Chứ giờ sao? Anh phải lấy giúp em với tay em vậy sao em móc điện thoại á. Ừ á. Ui dạ. Từ từ thôi. Cẩn thận ơi, xuân này con không về luôn bây giờ. Rồi. Em để trong cái túi áo á. Túi áo ở dưới. Ờ. Ê, khoan, cái chuyện anh mò chúng mới khác á. Làm như anh chưa thấy gì á. Thằng nhỏ anh tắm cho mày không chứ ai. Thì nhỏ khác giờ nó khác. Rồi đúng rồi đó. Lẹ đi. Alo. Trời. Alo. Cậu nhận được hợp đồng chưa? Dạ, tôi nhận được rồi. Cảm ơn anh. Ừ, cậu nhớ đọc cho kỹ nha. Dạ rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Rồi. Ê Vinh. Dạ. Tắt rồi. Ê, hợp đồng gì vậy? Hợp đồng quảng cáo của em. Ê, vậy là tiền nhiều lắm đúng không? Tiền nhiều, kỳ này ngon á. Ê, cái phải cái hợp đồng nãy không? Đúng rồi, hợp đồng nãy cái anh nó đưa đó. Trời ơi. Qua coi. Đi để qua bàn coi đi. Đấy. Bên rồi đó, anh thấy. Quen quá rồi, cái hợp đồng nhảy hơn rồi phải không? Ừ. Rồi. Cái gì vậy? Cái hợp đồng của em đâu rồi? Ủa sao anh biết? Nãy cái anh đó anh để trên bàn mà. Anh không thấy hả? Lúc mà anh để trên bàn đó. Anh bị đuôi sao anh thấy được? Quên nha, bây giờ anh đi qua bên ghế giúp em kiếm được không? Nhiều khi rớt dưới mấy ghế á. Rồi anh kiếm cho. Anh dỡ mấy ghế lên coi. Có không? Có thể là cái anh lấy đồ từ thiện nãy ảnh gom vô luôn rồi. Trời ơi, chết cha chưa? Giờ sao? Bây giờ anh giúp em đẩy em qua nhà cô Lan đi. Nhiều khi là mình qua liền những con kịp á, cái xe chưa kịp lên vùng cao đâu. Em bị điên hả? Hả? Một thằng mù, một thằng què sao mà đi được? Xu ơi! Xu ơi! Xu đi về đi! Xu! Trời ơi! Đi sẽ bắt em! Còn xe còn đó hả? Đúng rồi. Anh đẩy thẳng lên. Cái gì vậy? Trời, cái chân em rồi. Về lại. Xin lỗi. Không sao. Bây giờ sao? Từ từ nè. Rồi. Bây giờ nè. Anh thấy nó chưa? Anh thấy cái xe chưa? Thấy cái đầu mày á, tao vui mà thấy cái gì? Quên. Bây giờ vậy nè. Anh tiến lên trước 7 bước đi. 7 bước đúng không? Đúng rồi, 7 bước. Mày chơi tao đúng không? Tôi tưởng bước chân em thì 7 bước, bước chân anh thì 2 bước rưỡi thôi. Bây giờ sao? Bây giờ anh mở cái nắp thùng xe ra đi.
Ê, đưa rồi nè, đưa rồi nè, đưa rồi. Anh bước, anh bước cái chân lên nha, có cái bậc tam cấp ở dưới, đặt cái chân lên. Rồi. Đúng rồi, cái bậc tam cấp ở dưới á. Bậc tam cấp. À, cái thềm của cái xe thôi. Rồi. Đúng rồi, lên. Có chừng cái đầu nha. Rồi, đúng rồi. Cẩn thận. Ổn rồi. Được rồi, anh hai. Rồi. Anh hai thấy chưa? Mày nghĩ anh thấy được không? Quên, cái thùng nó có cái dán miếng dán màu đỏ. Mày thách thức anh vừa phải thôi nha. Cái thùng nó nằm bên phải anh, bên phải. Đúng rồi, nó đó. Anh mở ra đi, anh mò bên trong. Mò bên trong. Rồi, anh thấy nó giống chưa? Ê, cái bì hồ sơ đúng không? Đúng rồi, cái bì hồ sơ. Cái này được không? Đúng rồi. Đưa nó cho em. Đưa cho em. Ê, anh ơi, tôi không biết tôi đang ở nhà hay là ở trong bệnh viện Chợ Gãy nữa. Sao anh nè? Anh xin lỗi, không phải. Tức mình quá. Tại sao vậy? Tại sao mấy đứa không có nghe lời anh? Suốt ngày nói anh nói nhiều rồi lèm bèm. Đó, bây giờ tụi em thấy hậu quả chưa? Thiệt, lúc đó em cho xe tải á, chở anh đi luôn cho anh đỡ lèm bèm á. Thôi. Thôi cái gì mà thôi. Em đó, em canh xuống mà cái vậy bị thương rồi. Sao anh đánh em nữa? Anh tức em quá mà. Em không biết cố tình đâu. Cô cười cái gì? Thấy gia đình tôi bị vậy cô vui lắm sao cô cười? Tôi mắc cười thiệt. Không, nhưng mà vui lắm. Không phải là ai cũng được như vậy đâu. Má tôi sinh tôi ra mà tôi có mình tôi à. Tôi lớn lên tôi bị cái gì cũng không ai giúp đỡ. Không có anh chị em gì bên cạnh hết. Muốn tâm sự với ai cũng không có tâm sự nữa. Cho nên mình được vậy mình phải mừng chứ. Anh thấy Bèo nó đúng rồi đó. Nhưng mà giờ quan trọng là bé Su nè. Su ơi, em có sao không Su? Hả? Su hả? Su đâu? Bình tĩnh lại. Su nè, Su nè. Bình tĩnh lại. Anh nổ không vậy? Su lên tiếng đi Su. Su lên tiếng đi Su. Ê, em đây. Rồi, vậy là anh yên tâm rồi. Anh Sang, mình đi chơi nhà ba anh thôi anh Sang. Ôi, em chịu hết nổi rồi. Anh hai dẫn Su đi. Từ giờ em không đụng với Su đâu nè. Tự anh đi ấy với Su đi. Mày đưa anh nó dớ đúng không? Dớ cho anh tỉnh. Thôi đi nha. Ê, gì vậy? Sao trời em? Vinh bình tĩnh đi Vinh. Không có cố tình mà. Chính anh đập nó vậy. Ê, 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 trời trên xe. Anh đánh em. Ôi, xin anh đánh em. Em chơi đàn anh đánh em. Anh đánh em. Gì vậy? Anh đánh tụi tôi. Anh đánh tụi tôi. Anh đánh tôi. Anh đánh tôi, đừng nói nữa. Anh đánh tôi. Anh đánh tôi. Sang. Nghe nói không Sang? Sang. Giúp anh đi thôi. Có ý đồ vô cái điện thoại hoài vậy Sang? Vụ gì? Đi. Thì nói đi, giúp vụ gì? Cái thằng này là giúp đứng lên đi á. À, đứng lên đi thì nói giúp Sang lại giúp anh đứng lên đi. Giúp anh đi. Giúp cái gì? Phải quá, tôi giúp cho. Chơi giúp đi. Đây. Sao cô giúp tụi này được? Được mà. Không được, cái này. Để tôi cầm phụ cho. Trời, cô gan vậy. Cầm phụ gây nạn cho anh nè. Đi toilet. Tự cầm cái nạng đi. Người ta dẫn tới cái cửa rồi anh vô. Họ không có nhu cầu dẫn. Giúp đi. Ôi. Gì vậy? Giờ để nhanh lên để ông chật luôn cái khớp nách bây giờ. Sao vậy? Thấy chưa? Không có đưa nó vô mũi vô mặt nữa. Từ nha, đau á, nó vẫn còn chưa có vô. Đây. Mẹ lên. Đây. Hai đứa. Hả? Vinh, nghe nè. Wow. Vinh, qua đây. Anh có nói cho em món mà em thích nè. Kinh kìa. Bữa em đòi ăn canh gà lá giang đó. Qua đây. Qua. Wow. Đi qua đây. Qua kiểu gì? Ôi. Thôi. Cái chuyện này. Từ. Đó, thấy chưa? Cảm ơn thầy. Ok. Có không anh nhanh thì tuyệt vời không? Dạ tuyệt vời. Sao? Bữa nay mẹ đàn ông quá vậy? Bữa nay anh Huy mạnh quá vậy? Nè, bây giờ là anh nói nè. Món này cho Vinh thử trước. Em thử nha. Ừ. Ơi, muốn ăn không? Ủa sao vậy? Mới ngửi cái mùi thấy không có như mẹ nấu rồi. Anh đã bỏ công anh đi mua gà, mua lá giang, nấu cho em ăn rồi. Chưa thử rồi đã chê rồi. Em cằn nhằn vậy hoài á, bởi vì bót màu trắng của em không biết bao giờ tháo ra được.
cũng sành điệu á, hay giữ luôn mang đi. Cô hay lắm. Vinh, thấy anh mất lịch sự thiệt. Lịch sự gì? Thì cái này người ta nấu ít nhất cũng phải ăn nếm rồi mới biết chứ. Tại nó không có đúng cái mùi mẹ nói em không thích. Mùi mẹ là mùi gì trời? Sang, ăn với anh nha. Để em thử rồi, em sẽ cho anh hai ý kiến nha. Không nói lên lời đúng không? Ngon không nói lên lời đúng không? Thôi mình đi toilet đi em. Em mà em dẫn đi toilet. Em có bế anh được. Thôi đâu. Em bế anh được giấu anh Quy không? Đi toilet cái quan trọng hơn. Em bế anh được giấu anh Quy không vậy? Nổi không đó? Nổi không vậy? Nổi nha. Cái gì nữa vậy sao? Em đâu có coi TV đâu. Em hát bằng miệng mà. Cũng không được luôn. Ồn ào đang làm việc mà. Nè nghe không? Giờ muốn kiếm gói bông đúng không? Dạ. Thì bây giờ nghe là anh nè, đi vô phòng lấy cuộn băng keo anh để trên bàn ra đây rồi anh chỉ chỗ gói bông cho. Dạ. Cảm ơn. Giờ muốn anh chỉ chỗ con gói bông đúng không? Dạ. Bây giờ còn dám nhảy múa nữa. Hả? Trời ơi! Cái gì vậy? Em làm cái gì vậy? Tại Xu ồn ào á. Em đang làm việc. Gì mà chói nhỏ như chim bánh cục vậy? Em có sao không? Em thích mà. Trời ơi, em thích làm chim bánh cục vậy hả? Chứ giờ em đang làm kịch bản nè, cứ hát hò nhảy múa sùm đâu làm gì được đâu. Có gì từ từ phải nói em. Em làm sao á? Sao vậy anh? Anh không có nhà, anh không có hiểu đâu. Ủa Sang, làm gì tơi tả vậy Sang? Đi đâu về vậy? Con chó nó gấp con gấu bông nó chạy đi, em Beo phải chạy theo đi tìm. Con chó gấp gấu bông của em đi rồi hả? Giờ con gấu bông của em ở đâu? Nó còn cắn te tua tơi tả hết rồi, cho nên nó chị Beo quăng luôn rồi, xin lỗi Xu nha. Chạy gấu bông gì? Anh Huy thương nè, Xu nghe lời anh Huy đi. Bây giờ chút nữa anh Huy sẽ dẫn Xu đi mua con gấu bông mới đẹp hơn gấu bông đó luôn. Xu chịu không? Không cần, em muốn con gấu bông đó rồi. Nó rách rồi mà. Dễ em con gấu bông. Đủ rồi đó Xu. Tại sao có con gấu bông mà từ nãy tới giờ rất là ồn ào vậy? Không có con này thì mua con khác, không được hả? Không có giống. Em nó còn nhỏ mà. Xu à, bây giờ không giống thì anh tìm con đó. Nó thiệt là giống ha, chịu không? Không có giống. Cái đó là ba mẹ của Xu mua cho Xu. Ba mẹ nói là Xu nhớ ba mẹ, Xu sẽ ôm con gấu bông đó. Sẽ chị Bưu ra tìm gấu bông nha. Cái gì đây nè? À, con gấu bông ba mẹ tặng cho Xu. Đúng rồi, chính là nó đó, vui không? Đây nè, nó hơi bị thương một chút xíu ở đây thôi, nhưng mà anh Huy đã khâu lại cho Xu rồi đó. Anh Sang nói là anh Sang dục rồi mà. Thì mới đầu anh Sang dục rồi, mà anh Vinh anh lấy lại rồi đó. Thì sẵn đi dục rác rồi vô tình lụm thôi. Nha, cái suốt ngày vậy á, cái thích tỏ ra lạnh lùng rồi, ở bên trong của mình ấm áp á thì cứ nói cho người ta biết có sao đâu. Giúp em á thì nhận đi, liêm sĩ gì không biết nữa. Cái này đâu có cần thể hiện. Ai mượn cô xí vô ở đồ quỷ sứ. Anh Huy á, hầu là không có đẹp lắm, nhưng mà anh hy vọng là Xu sẽ vui nè, sẽ ngoan nha. Dạ. Cảm ơn các anh đi nè. Cúi đầu xuống cái con quỷ sứ này. Sao ra vậy? Nè đây ra chứ đâu, mới vừa đây ra luôn nè. Hả? Em thấy chưa? Liên quan gì tới em đâu, nãy em nói quỷ sứ. Còn cằn cãi được nữa. Nãy suốt ngày dạy hương nít. Gõ như cục đá. Nè Xu,
Từ bây giờ anh Vinh nói gì đừng quan tâm tới anh Vinh nói.